Chào mừng các bạn đến với video Kaizen của Trần Đình Cửu. Thưa các bạn, trên thế giới có hai cái quốc gia khá đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên của họ rất là ít, nguồn lực sẵn có của họ rất là ít, nhưng họ lại trở thành một trong những cái quốc gia thuộc loại hàng đầu thế giới, đó chính là đất nước Do Thái và Nhật Bản. Họ có cái khả năng Kaizen sáng tạo đột phá cực kỳ tốt. Dựa trên những cái nguồn lực hiện có của họ, họ khai thác triệt để những cái nguồn lực mà có ở trong tay các bạn. Vì vậy, đối với doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta, vừa và nhỏ, tôi kêu gọi các bạn hãy học tập cái tinh thần của Do Thái cũng như Nhật Bản. Các bạn, chúng ta là nguồn lực hạn hẹp, vì vậy chúng ta hãy cố gắng luôn luôn cải tiến sáng tạo, sử dụng tối ưu những cái nguồn lực mà hiện có ở trong tay của mình các bạn nhé. Đấy. Và đặc biệt, anh chị nhìn thấy hiện nay là vừa Covid xong, rồi lại diễn tới cái chuyện mà chiến tranh Ukraine và Nga, rồi nó chi phí đầu vào nó tăng cực kỳ lớn. Do đó nếu mà chúng ta không có tìm cách khai thác, sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có đó là chúng ta cực kỳ lãng phí. Và thưa các bạn, ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, ban đầu chúng ta làm rất tốt chuyện đó. Chúng ta sử dụng triệt để những cái gì có trong tay và chúng ta bắt đầu giờ phát triển lên. Và sau này có nhiều công ty phát triển rồi thì nguồn lực nó dồi dào quá, thì bắt đầu lại có một cái hiện tượng gọi là thừa giấy vẽ voi. Tức là gì? Đầu tư nhiều nguồn lực, thế là chưa biết dùng ở đâu cả. Thế là gì? Sử dụng vào các cái dự án nó không hiệu quả. Vì vậy, đôi khi chúng ta rơi vào một cái bẫy rất nguy hiểm là chúng ta đánh giá quá cao cái việc cần phải sở hữu rất nhiều các nguồn lực để kết quả kinh doanh tốt hơn. Nhưng mà chúng ta lại đánh giá rất thấp cái việc khai thác sử dụng là một cách tối ưu những nguồn lực hiện có để kinh doanh thực sự tốt các bạn nhé. Vì vậy mà cái ông Scott Sorensen, ông ta đã kết luận một cái câu rất là lý thú, các bạn nhớ, các bạn ghi này. Đấy, hãy chuyển ngay cái trạng thái từ cái việc là mong đợi sở hữu nhiều nguồn lực để kết quả tốt hơn sang cái trạng thái là khai thác sử dụng một cách khôn khéo, một cách tối ưu triệt để những nguồn lực hiện có để chúng ta làm cho kinh doanh tuyệt vời các bạn. Vậy thì để làm được điều đó, tôi nghĩ rằng nó có hai vấn đề rất quan trọng. Vấn đề thứ nhất là con người của chúng ta phải thay đổi nhận thức, phải Kaizen cái tư duy của mình. Thứ hai là về mặt kỹ thuật, chúng ta cần phải biết Kaizen cách thức cải tiến như thế nào để sử dụng cái nguồn lực hiện có trong tay của mình một cách hiệu quả nhất các bạn nhé. Vậy để làm hai cái chuyện đó, tôi kính mời các bạn lắng nghe video kế tiếp.